Trai thương Phật đỏ, vận số phú quý, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, mua nhà, mua đất, mua xe, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu. Mình là Tố Vi hoan hỷ chào đón quý thính chủ tuổi Kỷ Mùi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý thính chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý thiên chủ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, mệnh thiên thượng hỏa, vận trình được nhiều các tinh cao chiếu, vận đáo hành thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, là 46 tuổi âm lịch và 45 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của quý cô tuổi Kỷ Mùi thuộc hành thổ, của người tuổi này gặp thiên can của năm Giáp thuộc hành mộc, chủ về mối quan hệ tương hợp. Luận tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi cho thấy đây là năm chủ mệnh, công việc được hanh thông, nhờ được quý nhân giúp đỡ, bản thân mở mang có sự liên kết hoặc đầu tư chung với người khác. Công danh mưu cầu trong năm này cũng vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, khi xét về mối quan hệ ngũ hành thiên can của năm Giáp Thìn với người tuổi này là tương khắc, nên sức khỏe của chủ mệnh dự báo không được tốt. Xét về địa chi. Địa chi tuổi này là Mùi, gặp địa chi của năm 2024 là Thìn, chủ về tứ hành xung. Công việc làm ăn nhiều khả năng không được kết quả như ý muốn, cuộc sống gặp phải chuyện bất lực và sức khỏe cũng cần hết sức lưu tâm, bởi nếu ốm đau trong năm thì thường lâu khỏi bệnh. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng, công việc dự báo sẽ có sự thay đổi. Ngũ hành địa chi mệnh thổ của tuổi Mùi gặp địa chi Thìn cũng hành thổ là vượng thổ, theo đó công việc của chủ mệnh trong năm càng thêm phần bất lợi. Xét về ngũ hành. Xem tử vi người sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 cho thấy người sinh năm này ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa, gặp năm ngũ hành năm 2024 thuộc hỏa, có mối quan hệ chủ về tương hợp, tốt. Năm Giáp Thìn 2024, người sinh năm này có thể có sự hồn hạp hoặc liên kết công việc với những người xung quanh hoặc bạn bè anh em. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay, sức khỏe của những người tuổi này tương đối tốt. Các tháng giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Xét về cung phi. Luận tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng cho thấy, cung phi người này chấn ngũ hành mộc, gặp cung phi năm Giáp Thìn chấn ngũ hành mộc là phục vị. Theo đó, những người này trong năm 2024 công việc kinh doanh hay làm ăn không có sự biến động. Đây cũng là năm không nên tiến hành những thay đổi công việc vì khó có thể đạt được thành quả như ý muốn. Ngũ hành của cung phi năm bình hòa với ngũ hành cung phi tuổi, cho nên tiền bạc có lộc đưa tới và phương diện tình cảm cũng tương đối tốt, cơ bản bình thường. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa xung, chủ về trong năm nay mọi việc làm ăn của nữ Kỷ Mùi không được tốt. Ngoài ra trong nhà thiếu hòa khí và có chuyện muộn đưa tới. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi có vận tương đối lạc quan, quý cô có quý nhân tương trợ. Nhiều vấn đề có thể được giải quyết kịp thời, thậm chí có người có thể mở mang công việc được tốt.
quý cô cần có tinh thần lạc quan, tích cực và kiên định trong mọi hoàn cảnh để vượt qua thử thách và tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Sao chiếu mệnh, gặp sao kế đô chiếu mạng. Sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, gặp hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm nguy hại tới tính mạng rất cao. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi. Vận niên năm 2024 của quý cô tuổi Kỷ Mùi năm này gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác. Xét về phương diện sự nghiệp, cho quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm 2024, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ giúp cho bản mệnh có được địa vị, tiền bạc một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà năm này, quý cô hãy chấp lấy thời cơ, tự tin phát huy năng lực của mình, thì sẽ càng tiến xa và càng phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Đối với những người đang băn khoăn muốn thay đổi công việc làm ăn, thì tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 11 âm lịch là những thời điểm vàng để cho quý cô có thể khởi sự. Trong công việc, quý cô tuổi Kỷ Mùi nên cẩn trọng do đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, dễ gây ra nhiều bất lợi. Quý cô giữ khẩu hiệu nói ít làm nhiều. Khi vấp phải khó khăn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn để giải quyết, thay vì mất kiểm soát mà nóng giận buông lời khó nghe đối với mọi người. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, quý cô tuổi Kỷ Mùi cần khéo léo hơn nữa. Đôi khi nên lùi một bước để tiến hai bước, tiết chế cảm xúc cá nhân, lấy đại cục làm trọng, thì các mối quan hệ xã giao sẽ ngày càng được mở rộng, gặp thời cơ chín mùi ắt sẽ có quý nhân đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, trong năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi trong vận trình vẫn có nhiều biến động, hung tinh tác động sẽ gây nhiều xáo trộn, nên sẽ có thời điểm quý cô tuổi Kỷ Mùi rơi vào trạng thái mệt mỏi, tinh thần căng thẳng khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm cũng như áp lực cùng lúc. Bản mệnh nên chia sẻ công việc với mọi người, tận dụng tối đa sức mạnh tập thể để có thể tạo bước đà thăng tiến cho bản thân mình. Với quý cô tuổi Kỷ Mùi, năm 2024 sẽ mang đến nhiều vận may, cơ hội được tăng lương, thăng chức khá lớn. Tuy nhiên quý cô cần đề phòng có kẻ xấu gièm pha, tiểu nhân hãm hại, chú ý không nên dính dáng đến kiện tụng. Bên cạnh đó, quý cô nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tránh để căng thẳng quá lâu, dẫn đến bệnh lý trầm cảm, suy giảm sức khỏe. Xét về phương diện tài lộc, cho quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Mùi trong năm này được coi là năm rất thuận lợi, tiền vào như nước. Quý cô kiếm được một số tiền đáng kể, quý cô có thể đón những cơ hội đổi đời, kinh doanh thuận lợi, nên rất thích hợp để thực hiện một số kế hoạch phát triển việc đầu tư, làm ăn mà bản thân đã quen tay hoặc có nhiều năm kinh nghiệm. Với quý cô tuổi Kỷ Mùi năm này, tiền tài dễ kiếm nhưng đôi khi cũng mang lại những điều không mấy tốt đẹp. Nó sẽ làm cho quý cô chủ quan, mất cảnh giác, trở nên lười biếng hơn, thậm chí vì ăn quá nhiều thứ vô bổ mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng đừng vì thấy cơ hội đầu tư dễ dàng mà vội vàng lao vào bất chấp hậu quả, tránh vì ham lợi nhuận mà gây hao tổn âm đức. Trong năm này, quý cô tuổi Kỷ Mùi có khá nhiều cơ hội để hợp tác kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Quý cô cũng nên mạnh dạn hơn trong việc tiến hành dự định của bản thân vì hứa hẹn kết quả sẽ được như ý. Nếu cần, quý cô hãy chủ động vay vốn để tiến hành đầu tư kinh doanh hay mở rộng quy mô sản xuất thì sẽ gặt hái được kết quả vô cùng bất ngờ. Năm 2024 này, điềm báo tử vi cũng cho thấy quý cô phải chi phí cho những việc phát sinh ngoài ý muốn, ví như là chi phí cho việc khám, chữa bệnh, cũng như hỗ trợ người thân trong gia đình. Quý cô nên biết tích lũy càng sớm càng tốt. Quý cô cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Nên tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh. Nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Xét về vận trình tình cảm, cho quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Kỷ Mùi
cũng khá êm ấm, hồng loan trợ mệnh, vận khí tốt lành. Dù còn cô đơn hoặc đã kết hôn, bản mệnh tuổi Mùi cũng sẽ gặp may mắn với các cơ hội gặp gỡ những người khác phái. Nếu quý cô còn độc thân sẽ tìm thấy một người bạn đời lý tưởng, cơ hội nên duyên đôi lứa rất lớn hoặc cũng có thể trở thành người bạn tri kỷ. Với các cặp đang yêu thì đây sẽ là một năm phù hợp để bạn có thể đưa ra quyết định nâng mối quan hệ của mình lên nấc thang mới. Trong chuyện tình cảm, quý cô cũng nên nhớ là dục tốc bất đạt và vội vàng không phải cách tốt nhất để có thể đi đến đích. Thay vì thế, bản mệnh nên thoải mái hơn để tình yêu phát triển từng bước chậm nhưng chắc. Tháng 3, tháng 9 và tháng 10 chính là khoảng thời gian đẹp nhất để quý cô tìm kiếm được ý trung nhân. Xét về vận trình sức khỏe, cho quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi có vận trình sức khỏe cũng không được tốt lắm. Sức khỏe của quý cô tuổi Kỷ Mùi có mối liên hệ mật thiết đối với công việc. Bởi một khi công việc quá bận rộn và nhiều áp lực, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sẽ tổn hao tinh lực. Công việc căng thẳng và áp lực hay phải đi công tác xa, dịch chuyển nhiều, tập thể dục thể thao ít, điều này làm đảo lộn thói quen sinh hoạt, từ đó gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của quý cô. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tăng môn, thiên khóc, quan đới, sự tác động của hạn thiên tinh, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt cần chú ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Quý cô nên dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Sao kế đô chiếu mệnh, quý cô tuổi Kỷ Mùi, trong người mang âm khí nặng, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, rất dễ sinh tâm bệnh. Sức khỏe quý cô tuổi Kỷ Mùi năm này không thực sự tốt, thể trạng không được ổn định, dễ bị cao huyết áp, đau mắt đỏ, cũng như bệnh cũ tái phát, bản mệnh còn dễ bị tổn thương về dao kéo và vật sắc nhọn. Chính vì vậy mà quý cô nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, chú ý dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Ngoài ra, quý cô cũng cần chú ý khi tham gia giao thông và trong lúc làm việc, sản xuất để hạn chế xảy ra những tai nạn bất ngờ. Nhất là đối với những ai làm việc trong ngành nghề như xây dựng, giao thông, cơ khí, tiếp xúc với hóa chất, thì cần hết sức lưu tâm đến vấn đề an toàn lao động. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Kỷ Mùi rất hợp vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng năm nào quý cô cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô có được thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Kỷ Mùi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Kỷ Mùi. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam.
để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng chính đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Kỷ Mão, sinh năm 1999, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Canh Ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Đinh Hợi, sinh năm 2007, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, ví dụ bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, năm này là năm Thìn quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi năm này phạm Kim Lâu thân, không thích hợp xây nhà hay cưới hỏi. Nếu vẫn tiến hành, e rằng sẽ gây hại đến bản thân về cả sức khỏe và tiền bạc. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi không phạm Hoang Ốc trong năm này. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi năm 2024 không phạm Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, cần đặc biệt chú ý tới hạn Thiên Tinh và sao Kế Đô chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Thiên Tinh đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Nói về hạn Thiên Tinh, ông cha ta có câu thơ sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tai, mục hình. Hạn Thiên Tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa là hạn Thiên Tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn Thiên Tinh khá là nặng. Sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo. Người gặp hạn Thiên Tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn Thiên Tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên Tinh đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao Thiên Tinh, đặc biệt là phụ nữ, cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ mang thai cẩn thận khi đi lại, không ăn những món nhiều dầu, mỡ hay thức ăn đông lạnh. Nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, thắt ruột thì rất nguy hại. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng. Những ai gặp hạn Thiên Tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật. Luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần phải chú ý đến sự tác động của sao Kế Đô chiếu mệnh. Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây chuyện, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ.
Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh, nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay lo lắng, buồn phiền, chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nữ giới cực kỵ sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Sao kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên quý cô cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao kế đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn kế đô vào đầu giờ chiều ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Tây. Trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn, nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm Giáp Thìn 2024 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng riêng đầu năm Kỷ Mùi 1979 nữ mạng vui xuân cùng gia đình. Quý cô tuổi Kỷ Mùi cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Công việc làm ăn không nên suy nghĩ nhiều để tránh bị stress. Công việc đã có sự an bài, bởi vậy bạn cứ thuận theo tự nhiên không nên tạo áp lực cho mình. Lưu ý, trong tháng quý cô cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 2 âm lịch, đây là tháng tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, quý cô có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy hết tài hoa và năng lực của bản thân, tài lộc cũng tương đối lạc quan. Vận trình tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Mùi có phần khởi sắc, công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai, có phần thuận lợi, tài lộc vượng nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Trong lúc thuận lợi, quý cô cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của quý cô khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 3 âm lịch, quý cô tuổi Kỷ Mùi về phương diện sự nghiệp không được như ý muốn. Chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy, tháng này là tháng Thìn, tháng xung của tuổi bổn mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý cô tuổi Kỷ Mùi gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý cô gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Tháng này quý cô nên cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Vì vậy, lời khuyên cho quý cô nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tử vi của quý cô tuổi Kỷ Mùi, tháng 4 âm lịch năm 2024 có điểm thăng tiến nhẹ. Vận khí thăng tiến, tình trạng kiếm tiền tay trái của quý cô sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Dựa vào tài năng của quý cô có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Trong tháng 5 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Kỷ Mùi có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý cô sẽ có một tháng tốt đẹp.
Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý cô Kỷ Mùi cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm cho quý cô sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng này, quý cô tuổi Kỷ Mùi đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Mùi Mùi tự hình, Thái Tuế án ngữ, lại thêm Thiên Khóc, địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền. Về phương diện tình cảm không như ý, quý cô tỏ ra khá nóng tính, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý cô, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, quý cô tuổi Kỷ Mùi không có quý nhân trợ giúp, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Bước sang tháng 7 âm lịch 2024, đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tổng thể đường tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Mùi trong tháng 7 âm lịch ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của quý cô ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý cô có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Ngành nghề tay trái cũng được phát huy, cho nên tài lộc được rủng rỉnh. Tuy nhiên, quý cô nên chú ý, sự tác động của sao kế đô làm cho quý cô phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng 8 âm lịch, vận trình công việc của quý cô tuổi Kỷ Mùi tương đối bận rộn. Quý cô phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý cô cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ngoài ra tháng này quý cô cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Về sức khỏe chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Tài lộc tốt. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng 9 âm lịch đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tháng phạm cục diện tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân quý cô cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Tháng 9 âm lịch, quý cô Kỷ Mùi cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú, thiên khóc là hung tinh, điều này làm cho quý cô trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 10 âm lịch cho thấy, vận trình của quý cô tuổi Kỷ Mùi đang gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn, quý cô có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, quý cô sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng quý cô sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Quý cô tuổi Kỷ Mùi cũng cần phát huy tài năng của mình hơn nữa để cấp trên nhìn nhận sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý cô cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý cô được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Về sức khỏe, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn xê sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Quý cô tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng có tí thủy khắc chế mùi thổ, dẫn đến vận khí tiêu hao. Vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ,
quý cô cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Quý cô cũng cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói, giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ, tình cảm vợ chồng cũng có điềm báo không lành. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Kỷ Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý cô ít bị tác động bởi các hung tình, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý cô có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, quý cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Mùi trong tháng này tương đối tốt, công việc thuận lợi, giúp cho quý cô có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Nhìn chung, trong tháng này quý cô tuổi Kỷ Mùi có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình. Trong tháng này nhân duyên và công việc khá ưng ý cho nên quý cô có thể mỉm cười viên mãn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.